Quý vị có bao giờ nhớ đến hương vị của những món ăn hấp dẫn được đặt trên một chiếc mẹt tre nho nhỏ xinh xinh? Xin mời quý thực khách đến nhà hàng Mẹt để thưởng thức những món ăn hấp dẫn như gà mẹt gồm có gỏi gà, xôi gà, gà luộc, gà rang muối thơm ngon, hay món thịt chiên giòn kiểu Thái, cái nướng da giòn tan mà thịt thì mềm thơm, cùng nhiều món khai vị hấp dẫn như ốc hương nướng bơ tỏi hay gỏi xoài mực một nắng và còn nhiều món ngon khác. Nhà hàng Mẹt tọa lạc tại 9684 Westminster Avenue, kế bên Thanh Sơn Tofu, 7145346114, 7145346114. Trân trọng kính mời. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên màn tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Một lần nữa, Hoa hậu Thanh Vân xinh đẹp cùng với Mỹ Linh chào một quý khán giả đến với nhà hàng Mac Restaurants nằm ngay ở trên đường Westminster. Hello chị. Yeah, chào Mỹ Linh và Thanh Vân, cũng xin được kính chào quý khán thính giả của Việt Nam America TV cùng với Đỗ Minh Dũng. Mỹ Linh và Thanh Vân đang có mặt tại nhà hàng Mẹt để mời quý vị cùng đến thưởng thức những món rất là hấp dẫn đang có trên trên bàn này thưa quý vị. Dạ, đúng vậy. Và đầu tiên sẽ là món khai vị rất hấp dẫn của ngày hôm nay. Dạ, chem chép nướng mỡ hành. Wow, cái đoạn này là hấp dẫn nha. Đó, chem chép nướng mỡ hành thì cái này là phải nướng rất là nhanh tại vì để nó không bị khô. Và khi mà nhà hàng bưng ra cho quý vị là khói bốc nghi ngút, phải không? Dạ, nó mới hết khói đây thôi đó. Dạ đó, thì ở trên này là sẽ dĩ nhiên sẽ có hành nè, và đặc biệt là đậu phộng. Phải là có đậu phộng và phải bỏ lên nhiều như vậy thì lúc mà mình ăn đó, cái vị béo béo của đậu phộng kết hợp với lại cái vị thơm rồi hơi mặn mặn của mỡ hành, nó sẽ làm cho món ăn này vô cùng hấp dẫn. Dạ đúng vậy. Rồi bây giờ xin mời chị Thanh Vân cùng thưởng thức nha. Dạ, sau đó thì mình phải có cái nước mắm hấp dẫn của nhà hàng. Dạ, đó, nằm ngay đây. Hấp dẫn. Ngon lắm đó chị. Vậy Thanh Vân dùng thử đi, sẽ thấy vị đặc biệt liền. Thấy không? Rất là vừa. Hấp dẫn luôn. Đó. Ngon lắm. Mà nước mắm lại vừa nữa, rất là ngon. Dạ, đó, cái vị, cái nước chấm rất là vừa ha. Rồi còn cái chem chép đặc biệt không bị khô. Nó vừa giữ lại được nước luôn và nó vừa chín tới. Rồi đậu phộng ở trên này nó làm cho cái vị béo đó, nó gậy lên rất là ngon. Quý vị đến thưởng thức, mấy ông có thể nhậu lai rai trước khi vào món chính. Và món chính hôm nay đó là món gì? Dạ, Mỹ Linh mời quý vị đến với Thái Lan qua một cái mẹt rất là dễ thương. Đó chính là món thịt heo chiên kiểu Thái Lan. Dạ, quý vị sử dụng thử nha. Hôm nay Mỹ Linh mời quý vị dùng món này để cuốn với bánh tráng trên một cái mẹt rất đẹp như thế này. Món chính, dạ, nhân vật chính của chúng ta đó chính là thịt heo. Dạ, đây là thịt ba chỉ nha. Nhìn nè, thấy không? Nó phải có lớp thịt ở đây, có một lớp mỡ mỏng ở đây và lớp da giòn tan chờ đón quý vị. Và ở đây là phải tẩm ướp at least là cũng phải là mười mấy tiếng để cho cái vị nó thấm đủ. Và sau đó thì mình phải chiên, và bí quyết chiên như thế nào là thuộc về nhà hàng. Dạ, tại vì Mỹ Linh đã từng làm món này ở nhà. Mỹ Linh làm thử món này ở nhà rồi, nó công phu, nó khó làm lắm. Cho nên quý vị thử, Mỹ Linh nghĩ là Mỹ Linh không tự tin không tự tin để giới thiệu món Mỹ Linh, mà tự tin giới thiệu nhà quán của nhà hàng Mẹt hơn. Rồi ở bên cạnh đó mình có bún để mình cuốn, dĩ nhiên các loại rau thơm sống, rồi rau thơm, rồi đây mình có dưa leo, rồi có cái này là thơm, rồi có cà rốt. Dạ, cà rốt này thì nếu quý vị thích, quý vị cuốn chung vô để mình ăn cho nó giòn giòn, còn nếu không á mình ăn ở bên ngoài. Dạ, cũng tùy thích thôi. Bây giờ thì Mỹ Linh sẽ gọi là thể hiện sự khéo léo. Dạ, Mỹ Linh cuốn cho Hoa hậu Thanh Vân xinh đẹp của chúng ta một cuốn nha, thể hiện sự khéo léo của Mỹ Linh. Đầu tiên là mình lấy bánh tráng nha, mình ấy qua nước ha. Đó, mình bỏ ra dĩa. Dạ rồi, mình bỏ cái rau salad là rau đầu tiên để làm cái lớp ở phía dưới. Dạ, rồi mình có rau thơm, rau tía tô. Rồi tía tô xong mình bỏ rau thơm. Cái này là hủ lủi. Dạ đó, mình bỏ vô một ít. Dạ, mình bỏ một ít rau còn dạ, rau dấp cá nữa. Dạ, đó. Xong rồi dạ, bắt đầu là mình bỏ một miếng dưa leo. Leo. Sau đó đấy, thì mình thích hơi vị chua chua. Tại đó, mình có ăn với lại cái chiên giòn đó, chiên tại vì thường thường á, thơm đó, nếu mà có mắm đó, mới có vị thơm nó vô thì nó hài hòa hơn. Đó, rồi mình bỏ một ít bún. Dạ, nhân vật chính xuất hiện. Nhân vật chính xuất hiện. Đó là thịt heo. Dạ, hai miếng đi, cho nó chắc. Sao nhiều vậy? Hai miếng cho nó chắc. Dạ, đó. Xong bắt đầu mình cuốn lại.
mình cuốn một lớp rồi mình vẽ cái đầu vô, vẽ cái đầu bên này vô, đẹp đó, xong bắt đầu mình cuốn lại, nào cuốn chắc đây đó, mình làm chắc đây, hấp dẫn thấy chưa, nhìn đẹp chưa đó, kỹ thuật đúng là nhà nghề á. Rồi à, bây giờ chấm mắm nêm đúng vậy, nước mắm lợi hại này Mỹ Linh bảo ớt, mà quan trọng hơn nữa phải thử nè. Dạ, ớt này ớt tươi, nhà hàng xay ra ớt tươi xay ra nên nó cay và nó thơm khác với lại các loại ớt bình thường khác, cho nên nếu quý vị nào không ăn cay nhiều thì mình bỏ chút, nhưng quý vị nào thích ăn cay số 1. Dạ, bây giờ Mỹ Linh thưởng thức hay chị nào? Bây giờ mời Mỹ Linh nha. Đó, bây giờ nè, díp trong cái mắm nêm. Tự thưởng. Đó, công mình cuốn phải không? Hấp dẫn nè. Làm Thanh Vân cũng đói bụng luôn nữa. Hấp dẫn quá. Ngon. Ngon. Vậy thì phải mời quý vị đến ngay nhà hàng Mét. Thưa quý vị, nhà hàng Mét này là nói cái Mét là đặc biệt lắm. Nếu quý vị thấy là nó cái Mét được nữa là thịt heo này nè nhé. Chiên rất là giòn. Ở bên ngoài cái miếng da heo đúng vậy. Quý vị tưởng tượng là nó có một cái lớp màu vàng đây. Nó giòn. Giòn rậm nhé. Đó, quý vị thấy cái lớp đầu tiên là lớp da rất là giòn. Nhưng mà vô đến lớp thịt thì lại thật là mềm. Bí quyết là juice nó không có bị khô bên trong. Mỹ Linh ở nhà biểu diễn á là đều giòn tan hết luôn. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nhưng mà đó là ròn rồi. Sai bài. Cái đó không có cuốn vô đây được. Nhưng mà nó phải giòn ở lớp bên ngoài, mềm ở lớp bên trong. Đó, dạ. Sẵn tiện mình thử thêm miếng nữa. Miếng nữa coi hấp dẫn cỡ nào. Ngon quá là ngon. Mời quý vị tới ra nhà hàng tức là kế bên nhà hàng gì? Thanh Sơn. Thanh Sơn Tô Phù thưa quý vị. Ngay trên đường Westminster để quý vị thưởng thức những món ăn đặc biệt của nhà hàng Mét thưa quý vị. Nãy giờ chúng tôi có gì? Chúng tôi có dạ, từ nãy giờ mình đã thưởng thức món chem chép nướng mỡ hành. Mỹ Linh đã gọi là thể hiện sự khéo léo. Cuốn một cái cuốn gọi là cái thịt heo chiên giòn kiểu Thái Lan để cho quý vị có thể thưởng thức. Thật sự đây là những món ăn vô cùng hấp dẫn của nhà hàng Mẹt Restaurants. Kính mời quý vị ghé đến, nằm ngay ở trên đường Westminster. Và điện thoại ở đây là 714-534-6114, 714-534-6114, ngay kế bên Thanh Sơn Tofu. Mời quý vị đến thưởng thức những món ăn rất là lạ và rất là hấp dẫn tại đây. Và quý vị đừng quên nha, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Đây là Mỹ Linh cùng như Thanh Vân và Đỗ Minh Dũng của đài VNATV trên băng tần 57.3. Quý vị có bao giờ nhớ đến hương vị của những món ăn hấp dẫn được đặt trên một chiếc mẹt tre nho nhỏ xinh xinh? Xin mời quý thực khách đến nhà hàng Mẹt để thưởng thức những món ăn hấp dẫn như gà mẹt gồm có gỏi gà, xôi gà, gà luộc, gà rang muối thơm ngon, hay món thịt chiên giòn kiểu Thái, cái nướng da giòn tan mà thịt thì mềm thơm, cùng nhiều món khai vị hấp dẫn như ốc hương nướng bơ tỏi hay gỏi xoài mực một nắng và còn nhiều món ngon khác. Nhà hàng Mẹt tọa lạc tại 9684 Westminster Avenue, kế bên Thanh Sơn Tofu. 714-534-6114, 714-534-6114. Trân trọng kính mời.